Bây giờ chúng chào cô chú anh chị nha. Thì hôm nay thì chúng sẽ hướng dẫn mình quay cái ổ tròn 90 dáng quay văn nha bạn. Thì bây giờ chúng tiến hành quay cái ổ cát của cái chậu này. Ổ cát các bạn mình đắp cho nó dẻ, cho nó cứng nha, để mình làm lên cho nó đẹp nha bạn, cho nó chắc chắn. Đó, quay cái lồng cát xong nha bạn. Đó, lồng cát mình quay cho nó láng như thế này thì nó ok nha. Tại vì cái lồng trong chậu thì quay lồng cát sao thì cái lồng trong chậu nó sẽ như vậy. Đó. Thì gắn khuôn vô, các bạn gắn cái miếng gờ âm vô. Đây cái miếng gờ âm mình đã gắn vô rồi. Nhớ gắn vô để khi mà có gờ âm để mình dán quay văn. Còn khi mình lúc nãy mình quay thì nó sẽ cái khuôn nó sẽ que cát nó sẽ tự động nó hở lên xíu, thì mình dùng cái búa mình lấy cái phần cán gỗ đó, mình vọng xuống cho nó bằng cái miếng cát để khi cái miệng mình lên á, miệng chậu nó cũng không có dày quá nha bạn, nó đúng cái kích cỡ của nó đó. Thì bây giờ đi quay lồng cát xong thì giờ chúng sẽ hướng dẫn cô chú anh chị và các bạn mình lên hồ nha. Đây, bây giờ cô chú anh chị mình chế cái lớp hột dầu bên dưới cái dàn miệng nha bạn. Lớp hột dầu này sau này lập cạo mình làm cái miệng chậu nó dễ dàng. Mình qua lớp hồ cắt lỏng cho nó bao quát ổ cát lại, xong các bạn mình vô cái ở dưới trước một cái dòng kẽm 4 ly nha bạn. Đó, vô trước như thế này, qua lớp hồ nó vừa vô kẽm nè, vô trước một cọng. Thì còn cái phần bụng chậu này chế qua thêm lớp hồ cát hơi lỏng lỏng đó, để mình vô kẽm bụng.
bún trộn các bạn cũng xài kẽm 4 ly nha bạn. Vô kẽm xong thì mình chỉnh sửa cho nó đều, khoảng cách đều với nhau, thì vô khoảng tầm 4 cho tới 5 nhùm kẽm nha bạn. Vô kẽm xong các bạn, mình đi qua lớp hậu đá nha bạn, hậu đá mi cho nó cứng ở chậu nha bạn. Mình vô hậu đá xong nha bạn. Hậu đá này thì mình vô này nó chừa nó hở xíu, hở để mình đi hồ bột, mình vô đầy quá thì nó lúc đi hồ bột nó bị cấn đá nha bạn. Đó. Chậu có sắt có đá gì đây thì nó đảm bảo rồi. Giờ đi hồ bột, quan trọng hồ bột đi cho tới khi nó đầy thôi. Sau khi cái chậu đã đầy hồ thì mình trộn hồ láng nha, thêm xi măng cho nó già, đi láng tắp những cái lỗ mọt để tiến hành đi hồ dầu. Đó, mình đi qua lớp như thế thì mình đi cái hồ dầu nó đỡ hao mà nó còn nhanh nha bạn. Bây giờ tiến hành đi hồ dầu thì cái lớp hồ dầu đầu tiên mình trộn cho nó đặc, cho nó dẻo nha, để mình đi lên chỉ lên hình đầy đủ. Thì cái lớp sau cùng mình trộn cho nó lỏng để mình đi mình lấy khuôn ga. Thì trước khi đi và lấy khuôn ga thì mình dán cái hồ bên trong cái khuôn cho nó sạch, để khi mình lấy cái khuôn ga thì cái lớp hồ dầu không dính lên cái bụng trộn nhiều các bạn. Đó, thì trong quá trình làm các bạn cũng kết hợp mình sử dụng hồ khô, chỗ nào còn ướt thì mình gắt lên cho nó khô để mình đi cho nó hoàn thiện cái chậu cho nó nhanh hơn. Đó, thì các bạn thấy là cái chậu sau khi mình đi hồ dầu những cái chỉ nó hiện lên rất là rõ ràng, chậu bóng đẹp các bạn, đi cho nó càng bóng càng đẹp để sau này mình sơn, mình để cho sơn mình lên màu cho nó tuyệt vời, cho nó đẹp luôn nha bạn. Có những cái lớp này đi hồ lỏng đó, đi hồ lỏng anh chị lấy khuôn ra luôn.
chung đã đi hồ dầu hoàn thiện nha bạn. Thì tới khúc này thì nó quan trọng nè, thì quay hồ dầu xong thì mình tiến hành mình dán qua dăng cho cái chậu nha bạn. Thì các bạn đón xem cái khúc này để mình dán qua dăng cho nó chuẩn, cho nó đẹp. Thì đầu tiên thì các bạn mình dán cái miếng gờ trước, thì chậu này có ba cái miếng gờ, mình dán cái miếng gờ đầu tiên trước. Thì các bạn canh ngay chỗ cái miếng mình lấy khuôn ga đó, mình dán bít ngay chỗ mà đó luôn nha bạn, để mình khỏi vệ sinh khúc đó. Chung dán luôn, các bạn chét cái hồ dầu đằng sau cái miếng hoa văn. Cái miếng hoa văn này đã đổ sẵn trước đó nha bạn. Sau mình ngâm nước cho nó đủ nước rồi tiến hành mình dán. Đó, hoa văn này cái hoa văn chị thọ cổ, hoa văn này dán lên chậu 90 một mét luôn cũng được nha bạn. Thì sau khi dán miếng đầu tiên xong, chung dùng cái tam giác để đo, lấy cái mũi nhọn tam giác, lấy mũi nhọn của tam giác thì chung dán thêm 3 miếng nữa nha bạn. Cũng chét hồ dầu đằng sau cái miếng hoa văn, mình chét cho nó đều, đừng có chét chỗ dày quá, chỗ mỏng quá, mình chét cho nó đều, nó cho lan đều nhau, chỗ nào cũng có chứ, để mình dán cho nó cứng nha bạn. Thì cái chậu mà nó ướt như thế này thì mình dán miếng gờ hoa văn vô rất là đảm bảo. Thì chúng sẽ đảm bảo với các bạn là khi mình dán vô như thế này, chậu ướt như miếng hoa văn dán như thế này thì không bao giờ nó vụt được các bạn đó. Đây, nhiều khách hàng cũng sợ là dán thời gian nó vụt, nhưng mà chúng đảm bảo với các bạn là mình dán kiểu này cũng rất là cứng nha bạn. Và chúng sẽ dán miếng hoa văn thứ ba. Đó, thì cứ chét qua chét hồ dầu mình dán nè, hồ dầu mình trộn cho nó dẻo dẻo nè. Đó, dán vô nha bạn. Thì sau khi mình dán 3 miếng qua dăng xong rồi thì nó sẽ dư ra cái chỗ trống á, dư chỗ trống những cái hộp trống á, thì tiến hành mình dán cái qua dăng cây tùng lên. Đó, dán xong thì mình cứ để cái tam giác cho nó luôn để hồi mình còn cắt chân giả nha bạn. Xong mình chỉnh sửa chỗ nào cho nó ngay ngắn. Đó, các bạn thấy là hiện ra ba cái hộc trống đó. Một hộc trống để mình dán cái qua dăng cây tùng vô là xong. Đó, thì các bạn cứ lấy cái, làm cái tam giác đều á, mình để lên mình chia cho nó dễ. Xong thì bây giờ chúng dán cái qua dăng cây tùng. Đó, qua dăng cây tùng các bạn. Chậu này chậu 90 qua dăng cây tùng đó. Ngoài dán qua dăng cây tùng thì chậu này thì còn dán được chữ thuận bùm xuôi gió nha bạn. Chữ phúc thọ toàn gia cũng được. Cũng dán rất là nhiều mẫu. Ăn thua mình tiết chế đây. Đó, qua dăng cây tùng có con chim nha bạn. Con chim này mình dán rời đó, dán ngay đó để cho nó bay về cái cây đó bạn. Đó, dán vô đó xong một mặt, thì còn cái hai mặt còn lại thì mình cứ tiếp tục mình dán như là nó hoàn thành. Giờ tiến hành dán cái hoa văn chữ T lật ngược lật xuôi cho cái chậu nha bạn. Thì ở đường viền dưới cái gần cái phần đáy chậu đó, với cái đường viền gần cái miệng chậu thì mình dán hai cái đường viền đó. Thì các bạn canh cái hoa văn mình dán làm sao cho nó đúng chiều nha. Thì cái hoa văn nó cũng có một cái chiều của nó đó. Nó có ba loại hoa văn dán viền dưới và viền trên miệng chậu. Có cái hoa văn dán viền đôn nha bạn. Nói chung cái chậu này nó có đầy đủ cái hoa văn dán luôn, nên là khi các bạn thấy cái chậu hoàn thiện nó giống như là cái chậu khuôn đổ chứ không phải khuôn quay nha bạn. Đó, người khách hàng thì ta tưởng nó khuôn đổ nhưng mà thật ra là khuôn quay, nó đầy đủ cái bộ phận. Làm được cái chậu này các bạn cũng phải khéo tay và mình kỹ lưỡng tỉ mỉ á, tại vì mình càng kỹ mình càng để ý thì mình làm biết ý thì mình làm rất là đẹp nha. Đó, mình dán cho nó ôm, nó dán lên là cái hoa văn nó nổi toàn bộ luôn cái đường viền này. Sau này mình sơn cái màu khác lên nó sẽ đẹp nha bạn. Và cái tiếp theo cái dán cái viền dưới, viền trên xong mình dán viền dưới là xong. Các bạn thấy cái chậu là đi càng bóng càng đẹp thì mình làm cái chậu mình thấy nó ưng, rất là ưng các bạn. Nó làm càng kỹ thì khách hàng người ta sẽ tới mua, người ta sẽ lựa chọn những chậu mà mình làm đẹp làm kỹ thì mình dễ bán nha. Đó.
tiến hành cắt cái chân giả cho cái chậu nha bạn. Thì các bạn cũng sử dụng cái tam giác luôn, mình cứ đo cái theo cái khung tam giác thì mình cắt ba chân giả đây, cắt xong rồi mình vuốt lại cho nó láng ở phần chân luôn. Cắt chân giả giống như là sẽ nó có khi mình để lên cái dĩ cái đô các bạn, nó sẽ có cái được khoảng cách của cái chậu với cái chân đô, nó rất là đẹp đó. Mình cắt ra, mình cắt xong mình vuốt luôn, vuốt cho nó láng ở phần chỗ cắt luôn. Tại lưu ý là cái chậu này còn mềm á, còn mềm thì mình cắt luôn chứ đừng để lâu quá khó cắt. Cắt xong thì mình chỉnh sửa cho nó đều cái chân lại, chỗ nào chưa đều thì mình cắt gọt lại. Xong rồi hết thì mình lấy cái tam giác ra, bắt đầu chuẩn bị khui cái nhổ cây cốt lên và khui cái lỗ thoát nước cho cái chậu. Vậy là các bạn thấy cái chậu cũng như là đã hoàn thiện nha bạn. Thì cái mẫu chậu là mẫu chậu quay gáp, bên sở có cung cấp khuôn luôn. Thưa quý anh chị nào mình có nhu cầu mình mua khuôn, mua chậu thì các bạn vui lòng liên hệ với Trung. Đó, số điện thoại chúng ta treo trên cái màn hình, các bạn cứ liên hệ trên đây cùng hỗ trợ báo giá nha. Cũng như là các bạn mua khuôn thì cơ sở sẽ hỗ trợ kỹ thuật, có video hướng dẫn, hoặc là các bạn ở gần Sóc Trăng thì các bạn có tới cơ sở thì cơ sở sẽ hướng dẫn cho các bạn, hướng dẫn và cho các bạn mình miễn phí nha. Mua khuôn thì chúng ta sẽ hướng dẫn tận tình miễn phí luôn đó. Các bạn có nhu cầu các bạn vui lòng liên hệ. Cái này thì mình khui một cái lỗ thoát nước là được nha bạn. Khui kết hợp mình đè, mình xây nhẹ và mình ấn nhẹ xuống nha. Đó. Và thế là coi như đã hoàn thành. Chung hốt và lấy cái hồ dư ra, hồ dư này chung tận dụng, chung chọn lại làm những cái chậu tiếp theo nha bạn. Đó này là chung làm và chia sẻ mình xong cái video. Thì quý anh chị xem video thấy hay thì cho chung một cái lượt like, một lượt đăng ký kênh nha. Thì chung cảm ơn quý anh chị rất là nhiều. Thì đây là chậu chúng đã quay hoàn thiện nha bạn. Thì chúng sẽ quay gần một vòng cho các bạn mình xem. Thì cái chậu này dán hoa văn cây tùng, chậu 90. Hoa văn cây tùng và cái hoa văn chữ thọ nha. Đây là cái hoa văn chữ thọ nè. Đó. Và ba cái miếng hoa văn cây tùng. Thì sau khi mình dán ba cái mặt hoa văn chữ thọ xong thì mình có cái học chống thì mình dán ba cái cây tùng vô nha bạn. Đó. Thì đây là cái mẫu chậu 90 hoa văn cây tùng đế xây 360 độ. Đó. Hoa văn đều là silicone nên các bạn thấy là gõ nét nha. Đó, cái nào cũng độ gõ nét luôn. Ngay cả hoa văn dán viền là cũng hoa văn mình dán vô. Đó. Hoa văn chữ T nha bạn. Chữ T lật ngược lật xuôi đó mình dán vô ở viền ở gần miệng và gần đáy. Nên là khi các bạn thấy cái chậu này nó hoàn toàn là nó sắc nét rõ ràng. Y chang như khuôn đổ nha bạn. Đó. Đó thì đây là cái mẫu quay gáp thì chúng giới thiệu và chia sẻ cô chú anh chị mình xem. Thì cô chú anh chị nào mình có nhu cầu mua khuôn thì liên hệ với Trung. Đó. Thì video tới đây thì xin kết thúc thì của video. Cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chúc làm ăn phát đạt và thành công trong cuộc sống nha.